Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với bản tin tìm kiếm 3D tuần này. Mặc dù cuộc thi Hot Summer King and Queen đã kết thúc được một tuần, nhưng đối với ban quản trị thì cuộc thi chỉ kết thúc khi những phần quà cuối cùng được gửi đến các thiếu hiệp đã tham gia. Hai phần quà đặc biệt cho top 1 King và Queen đã được chính tay admin Lạc Lạc gửi lên đường bay và sẽ đến tay hai vị thiếu hiệp trong thời gian sớm nhất. Cuộc thi Dance Cover Vũ Điệu Thả Tình đã được gia hạn thêm đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021. Tính đến hiện tại, chúng ta đã có 225 video tham dự. Vậy là chúng ta sẽ có thêm thời gian có thể chinh phục các bốc quà dự thi cao hơn. Anh em đừng quên follow kênh TikTok của Tình Kiếm 3D và Lạc Lạc nhé! Các sự kiện khác diễn ra trong tuần qua còn có vote app 5 sao nhận quà liền tay và cuộc thi thả thính nhận quà diễn ra trong group Giang Hồ Hội. Các anh em yêu thích sự kiện nào nhất, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Tìm kiếm 3D, đột phá giới hạn game kiếm hiệp.